Xin chào mọi người, xin chào tất cả chư quý đồng đạo thân kính. Rất vui khi mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Lê Chánh Trị. Lời nói đầu tiên, xin cho phép Lê Chánh Trị gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị một ngày mới thật vui tươi, an lành, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, trong video clip ngày hôm nay thì Lê Chánh Trị xin được giới thiệu đến quý vị về lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 495 đang diễn ra tại nơi làm việc của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thì hiện tại lễ khai giảng đang diễn ra ở bên trong. Vậy Lê Chánh Trị xin mời quý vị cùng với Lê Chánh Trị vào tham quan buổi lễ khai giảng nhé. Xin trân trọng kính mời. Lời lành của Phật truyền rồi đọc qua chết tôi cho người ta không phải bằng tiếng phạn tiếng qua mà ngôn ngữ tiếng mẹ thân yêu từ các nhà thờ tu hiền đi lễ bái của người tín đồ đến khi tôi giải cứu chủ đề những quả mẹ tu hiền lành và lên nhà thờ hiền đường phát triển Thank you.
pháp để ban trị sự trung ương đăng ký mở lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo như thế này. Đây là chương trình phù hợp, có chính quyền địa phương tham dự và bảo vệ an ninh trật tự cho mình. Cho nên việc tự do tín ngưỡng của cá nhân, thể con người và hoạt động của một tổ chức tôn giáo, đây là hai lĩnh vực chúng tôi muốn trao đổi hoàn toàn khác nhau. Mỗi đạo đạo chúng ta phải suy ngẫm và hiểu rõ vấn đề này. Nếu chúng ta có nên tự thiện khi mình đã tín ngưỡng tôn giáo rồi mà làm các hoạt động khác không đúng với quy định của pháp luật? Thưa quý vị đồng đạo, chúng ta học đạo, hiểu đạo và hành đúng. Nếu từ nay người ta học Phật rồi đổi giả đặt bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật như thế nào và tại sao ta phải thờ kính Đức Phật? Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu càng thờ bao nhiêu, càng tỏ thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu, như lời Đức Thầy chúng ta đã chỉ dạy. Cách 60 năm kể từ ngày Đức Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, cũng vào năm Kỷ Mão 1999, theo nhu cầu nguyện vọng của đa số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là muốn làm sao tái bản lại sáu giảng thi dân giáo lý của Đức Thầy để cô bác xem theo đó mà tu học. Đồng đạo lớn tuổi không đọc được có băng cái sách để nghe, có chân dung Đức Thầy để chiêm ngưỡng, có trần nhà để câu thờ, và Phật giáo Hòa Hảo tổ chức các ngày lễ trọng của đạo cũng như tham gia công tác xã hội từ thiện hợp pháp ở tại địa phương của mình. Thì đây là tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhiều triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tại vì sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng không như bình thường, lúc bấy giờ tổ chức hoạt động pháp trị sự không còn phù hợp, cho nên tổ đình đang thông báo là giải tán các ban trị sự, tín đồ trở về tu tại gia, thờ tu tại nhà. Chúng ta vừa làm ăn vừa lo tu hiền, đồng thời tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, góp phần vào an sinh xã hội địa phương và hành đạo đúng tôn chỉ giáo lý Đức Thầy. Cho nên do đó mà nguyện vọng tín đồ đạt được các điều của tôi vừa nêu trên thì phải có tổ chức giáo hội. Cũng năm Kỷ Mão 1999, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Phật giáo Hòa Hảo tiến hành đại hội đại biểu tín đồ các tòa đạo lần thứ nhất, thông qua quy chế và đồng cử ra ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo. Và đến nhiệm kỳ 2, chúng ta không còn gọi là ban đại diện, gọi là ban trị sự trung ương, và thông qua hiến chương giáo hội xác định tổ chức giáo hội chúng ta có hai cấp trung ương và cơ sở. Từ đó đến nay đã trải qua năm kỳ đại hội, tất cả nhằm tiếp tục xây dựng đường hướng và chương trình hành đạo trong giai đoạn mới. Đường hướng của hiến chương giáo hội có ghi là vì đạo pháp, vì dân tộc, phục vụ nguyện vọng và yêu cầu chính đáng tín đồ, tổ chức để hướng dẫn tín đồ cùng nhau đoàn kết tu hành theo đúng chánh pháp Đức Quỳnh giáo chủ, chân hương lần nào gắn bó dân tộc và phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước. Từ năm 1999 đến nay, gần 25 năm qua, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Trung ương, thì Phật giáo Hòa Hảo từng bước phát triển toàn diện tổ chức, phát huy được nội lực của tín đồ, ổn định tín ngưỡng và niềm tin của hầu hết tín đồ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung. Cũng thông tin như quý vị quan khách và đồng đạo được biết là hệ thống tổ chức giáo hội hiện nay chúng ta có 17 tỉnh thành phố có đông tín đồ có được tổ chức của giáo hội, và 406 ban trị sự, 13 ban đại diện đang hoạt động điều tất. Một số nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo điều 16 của luật tín ngưỡng tôn giáo. Về công tác từ thiện xã hội cũng được các chủ cho phép làm nhiều việc phước thiện, mà ban trị sự trung ương hiện nay đã khơi dậy tiềm năng cái hạnh tu phước của tín đồ. Cho
thì miễn bị rau luôn luôn cao hơn miễn bị dốt. Cũng đồng tình quý vị, hoạt động từ thiện hiện nay của toàn đạo chúng ta từ nhiệm kỳ 1, 99 đến 2004, 5 năm thì toàn đạo chỉ thực hiện được có 22 tỷ đồng trên tại đại hội lần 2. Nhưng cái đại hội lần 2 chúng ta thực hiện được trên tại đại hội lần 3, một số từ thiện chúng ta trên dưới gần 200 tỷ đồng. Đến đại hội lần thứ 3 thành tựu với tiền tại đại hội lần 4 thì số từ thiện chúng ta trên dưới gần 800 tỷ đồng. Cộng cả 3 nhiệm kỳ này khoảng ngàn. Và đến đại hội lần thứ 4 để thực hiện trên tại đại hội lần 5 thì một số từ thiện của toàn đạo chúng ta trên 2.000 tỷ đồng. Và hiện nay đã sơ cấp và tổng đạo sự của nhiệm kỳ 5 này thì mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác từ thiện của giữa nhiệm kỳ đạt gần 1.500 tỷ đồng. Đây phải nói sự cố gắng của ban trị sự và đánh giá cuối nhiệm kỳ này chúng ta sẽ đạt được khoảng gần 3.000 tỷ đồng trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Đã thể hiện được cái hạnh tu bố của tín đồ để hướng dẫn tín đồ thực hiện các cái việc từ thiện đem lại phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Mà hiện nay chúng ta được nhà nước đánh giá rất cao cũng như toàn thể nhân dân và tôn giáo bạn về công tác phổ truyền giáo lý. Chúng ta được tái bản sáng giảng thi danh với nội dung giáo lý của thầy, được vinh chân dung của thầy, được kính thưa quý vị. Thì theo ghi nhận của chúng tôi thì lớp học này sẽ diễn ra trong thời gian 15 ngày và sẽ chính thức bế giảng vào ngày 24 tháng 7 năm 2023. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được tổ chức học 2 buổi sáng chiều và thông qua khóa học thì các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và cũng như chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, dân dân. Thì thông qua khóa học này, các học viên sẽ hiểu được những khái niệm căn bản như tu là gì, tại sao ta phải tu, tại sao ta phải tu theo Phật giáo Hòa Hảo, về hiểu biết về những kiến thức căn bản về lược sử Đức Phật Thích Ca, về thân thế và sự nghiệp trung chuyên quá đạo cứu đời của Đức Bình Giáo Chủ, tu phước là gì, tu huệ là gì, có mấy cách tu phước, tu huệ như thế nào, và tứ ân, tam nghiệp, bát chánh, vân vân, về cách thờ phượng lễ bái của một người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì nói chung khóa học này sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức căn bản cần thiết để vận dụng vào thực tế cuộc sống, nhằm để xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo theo đúng đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc của giáo hội đề ra. Có được cái thành công trong khóa học thì cái khâu tổ chức rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Thì cũng hãy trong thời gian học tập này, các học viên sẽ được ăn uống tại chỗ mỗi ngày 2 buổi. Ban tổ chức sẽ lo phần này, thì đó là có phần công rất lớn của các cô, các chị. Đó là những chiến sĩ thầm lặng đó nha quý vị. Thành ra mình cũng phải cố gắng học tập làm sao đó để hoàn thành tốt khóa học, tuân thủ tốt giờ giấc và nội quy của lớp học để không phụ cái công ơn của ban tổ chức lớp, ban lãnh đạo lớp cũng như quý nhà mạnh thường quân, các cô các chú đã tận tâm lo lắng cho mình từ cái miếng ăn, từ cái công việc học hành nha quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón xem và xin trân trọng kính chào. Dạ.